Cũng biết AA là loài sóc vàng cute, hiền lành. Nhưng tại sao lại trở lên ác độc bay vào hẳn tế đàn để giết tim bạn? Lý do tại sao thì phải quay về 10 năm trước. Nữ chính trong vai cô bé hiền lành. Một hôm nọ nữ chính đang đi tham quan rừng thì bất ngờ gặp tên A ơi độc ác. Hắn tiễn nữ chính một mạng, rồi hai mạng. Sau những lần bị giết liên tục, nữ chính quyết định ra tay lại với tên đó. Nhưng không ngờ hắn đã rủ đồng bọn úp sọt nữ chính, rồi thêm một mạng nữa. Nữ chính ban đầu hiền lành, bị tên côn đồ ức hiếp, không thể chịu đựng thêm, nữ chính đã trở lên tàn bạo biến thành kẻ phản diện. Nữ chính đi tìm các tên đã bắt nạt mình, kẻ đầu tiên là gấu chó. Nữ chính chưa kịp bay hắn đã lăn ra chết. Tiếp tục trả thù, nữ chính lao vào giữa tim địch chống chịu nguồn sát thương. Hạ ngục nước suối, ao nhây ủn tị gấu chó. Sau bao khó khăn, cuối cùng nữ chính đã tìm thấy tên A ơi đang run rẩy trong bụi cùng tên xã hội đen Van Hên. Nữ chính tung cánh một lướt, hắn vẫn cố kháng cự. Nữ chính bay lên trời xả hết nỗi căm thù vào A ơi. Tuy đã trả được món nợ nhưng nữ chính đã phải nằm lại do tên Van Hên. Thật là câu chuyện cảm lạnh. Mọi người thấy hay cho mình một tim một flower vì công sức mình bỏ ra, gửi mọi người những video hay. Đội ơn mọi người. Trời ơi, chủ quá ơi. Đủ ba tập một ao nhây. Ui, phải nói là cực gắt. Mày gái đưa đi. Vào đây, vào đây đi. Gái đưa đi. Địch không động ta không địch, địch mạnh quá chúng ta thử. À tôi nói rồi, thằng Ngu Rát là nó sẽ xỉu với tôi. À, có người chết. 4:30 sẽ có người chết. Đi bắt lẻ mà tìm lợi thế cho tem thôi. Trời ơi, quả này mà mình có về mình ép cũng được anh em à. Tại vì tem nó cục cùng mình giết xong mình cũng chết rồi. Mình sẽ đi bắt lẻ từng thằng một. Đây đây, thằng này đó. Đó, tiếp theo là thằng này nè, đó, bắt đầu mình bọc qua đây. Mình sẽ đi bắt lẻ từng thằng một, đó, mình sẽ bọc qua đây. Nè, nó sẽ chạy về nè anh em à. Nó, ơi nó không chạy về luôn. Gáp nó hay à, ok nha, cảm ơn nó khen. Đây, gặp này luôn, đơn này luôn. Mày chạy đâu sao? Mày chạy đâu ấy chơi, tôi nói rồi, tôi bắt lẻ từng thằng. Đây, Emily nè. Nè, nó đi đâu nè, đó. Đó, đây, thằng Murat. Ở đó.
Ông mày gần chết luôn kìa. Mày tao mới đi đuổi khơi khơi mà làm chủ luôn. Mày đuổi luôn. Thời gian vô riêng, thì sao trong anh đã quá tuyệt vời.